tuổi thơ sống kiếp không nhà, nhập vào đám trẻ bụi đời ngược xuôi trên tàu Nam Bắc, lăn lộn trong những bãi đảo vàng. Nhiều lần bị hãm hiếp, nhưng với nghị lực sống phi thường, chị đã trở thành đại gia của chính mình và của hàng trăm mảnh đời bất hạnh. Ở tuổi ngoài 40, không chồng nhưng có trong tay hàng trăm đứa con cùng căn bệnh ung thư có thể khiến mình ra đi bất cứ khi nào. Cuộc sống của người phụ nữ này có gì đặc biệt? Con người thật của chị ngoài đời thế nào? Thực hư những câu chuyện về chị cũng như trung tâm nhân đạo của chị ra sao? Chị Hương ơi, thì còn mẹ đẻ của chị thì sao ạ? Mẹ thì nói chung thì Hương cũng không có nhắc. Thì tốt phải xấu, đúng phải sai, vì Tiểu Hương không muốn đưa mẹ mình ra. Vì Tiểu Hương muốn rằng mãi mãi mình vẫn tri ân mẹ. Mãi mãi vì đã cho chị được làm người. Dạ đúng rồi. Cho nên ba thì Tiểu Hương có thể nói là vì đã làm cho Tiểu Hương quá đau. Nhưng mẹ người phụ nữ yêu mình đó, vì hoàn cảnh, cho nên Tiểu Hương không thể nhắc. Tiểu Hương chỉ biết rằng cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ không được bên cạnh mẹ để chăm sóc mẹ mỗi ngày. Và chỉ biết cảm ơn mẹ không cho Tiểu Hương mắc từ trong bụng. Đó là mong hoàn vô giá mẹ cho Tiểu Hương. Cái thời gian vừa qua thì chị có đọc được những cái tin tức nói quá nhiều về cái vụ mà những bé gái bị chính cha ruột rồi ông ruột của mình hãm hiếp, rồi bị những người hàng xóm của mình hãm hiếp, rồi xâm hại từ bé. Thì khi mà chị đọc được những thông tin, cái cảm giác của chị như thế nào? Là khi Tiểu Hương đọc những cái cảm xúc mà những đứa trẻ bị ông, bị chú, bị cha hãm hiếp, thì thước phim nó tràn ngập trong lòng mình. Nó không có rơi ra được, nó không có tách rời ra bản thân của mình được, vì Tiểu Hương đã chịu quá nhiều, gọi là không thể nào mà diễn đạt được những cái nỗi đau đó. Thì Tiểu Hương lại càng thương những đứa trẻ đó hơn. Nhưng Tiểu Hương không có phải rằng là được hạm ít mà giống như nó cho nằm một chỗ, cho nằm cái cầu thang á, cầu thang tân cấp á, nó gãy cái lưng mình lên mà trong cái đầu của họ thích thì người mình muốn gãy xương, tay chân mình thì cổ lại, nói chung nó làm cho mình giống như là bạo hành đó. Rồi nói chung cái nỗi đau nó rất là nhiều. Rồi cũng giống như đang thắt cái pha nóng tức ở miền Huế, nó bổ hai tay Tiểu Hương vào xe Honda, được cái xe Honda số 7, sau xe hai chân hai tay cột lại, dưới này nó đốt pháo, nó đốt pháo với xe, nó chạy từ phía này về, nó chạy ra cầu Sài Gòn, nó vừa đốt pháo mà đất thì không cháy á, và ra tới cầu Sài Gòn nó dùng súng sau Sài Gòn mà đâu biết bơi đâu, nhưng mà khi dọc đường thì cầu nguyện cho mình chết, nhưng khi xuống chết xong rồi thì lại sợ chết, lại để lại nhồi được vô bờ. Rồi vô bờ là tưởng người ta cứu mình, ăn ở cái cầu, cái sông Sài Gòn, cái cầu vậy, và nhủi vô được bên kia, thì cái cô mà cái nhà đầu cầu Sài Gòn xuống á, và có cái sân rộng rộng á, đầu ở đó xe tải hay đậu á, thì họ cứu mình vô tưởng sau rồi bắt mình làm gái để mình tiếp những ông tài xế xe tải. Nói chung nó nỗi đau nó lại nhân rộng ra được. Cho nên đối với Thiếu Hương nghĩ rằng trong cuộc sống này không có gì thật cả, nó chỉ là ảo đối với Tiểu Hương. Nhưng nó càng ảo bao nhiêu thì Tiểu Hương càng cố gắng, mình phải cứng lắm. Thế nhưng mình phải lập trường, mình không có được thấy nó cái mình buông. Tiểu Hương không có buông, giống như nuôi cá nhân là khổ, nuôi mấy trăm nữa còn càng khổ hơn. Nhưng mà Tiểu Hương, những cái thước phim tự sự như khúc nó cho Tiểu Hương ăn có trong mũi, ăn có trong đào, nó đi vào từng giấc ngủ. Cho nên Tiểu Hương quyết tâm cảm ơn truyền thông, đã rất nhiều truyền thông đã chia sẻ cho Tiểu Hương để mà truyền đạt đến những người cùng hoàn cảnh. Và cảm ơn các bạn lãnh đạo trung ương, các bác đã thường quan tâm và cộng đồng. Nhờ như vậy Tiểu Hương mới có một sự sống, còn không Tiểu Hương sẽ ngục lâu lắm rồi. Và đặc biệt là các con đây luôn luôn động viên mẹ,
khi đau ốm, khi bệnh tật. Thì đó là một cái mà động lực lớn nhất đối với chị Hương. Em nghĩ chị là một người nữ mà cái nội lực rất là lớn hơn bất kỳ người, bởi vì cái những cái đau khổ chị trải qua em nghe mang cảm thấy rất là kinh khủng. Em ngồi em vẫn thấy nó sợ ghê lắm. À, nhưng mà trong suốt một cái chặng đường mà trơn chuyên đầy dâng đãng như thế, có cái người đàn ông nào tốt mà xuất hiện với chị không, ngoài cái người cha nuôi mà đã cho chị vàng để chị xây dựng thương hiệu trong này? Em nghĩ chắc có. Dạ, Tiểu Hương rất là nhiều người thương, gọi là nhiều nhiều lắm luôn. Người thương thật có, người thương giả có, người thương vì tiền có, người lợi dụng có. Cái người thương thật đó, thì họ lại không bao giờ đụng chạm đến tận da của mình, gọi là tình yêu điện thoại. Họ chỉ có các bộ phận họ thăm mình, họ quan tâm mình, thì cái người đó là cái người thật. Còn cái người mà họ chỉ có nghĩ đến hôm nay em làm được bao nhiêu, em làm được cái gì, rồi xong rồi có cái gì là bắt đầu được cái họ kiếm chuyện vì lý do ABC rồi xong họ tránh. Thì cho nên từ đó làm cho Tiểu Hương cảm nhận rằng nói chung mình không, nói chung mất niềm tin rồi. Mất niềm tin rồi. Nói chung thật sự là đã mất niềm tin. Cho nên Tiểu Hương cũng không có muốn nói ra những cái mà mình không tin đàn ông. Vì 10 người đàn ông thì nhiều khi 1-2 người người ta sai phạm thôi, nhưng mà mình lại nói đàn ông nó sai phạm hết tất cả những đàn ông. Cho nên Tiểu Hương không có muốn. Vì cũng nhờ nhiều người đàn ông đã cho các con mình chén cơm, và cũng nhờ nhiều người đàn ông mà cho Tiểu Hương được nặng năng cái tinh thần này hôm nay đó. Nhưng mà Tiểu Hương vẫn không đủ niềm tin để cho cá nhân mình. Thôi bây giờ chị ngồi đây chị vẫn không chưa có đủ niềm tin vào đàn ông. Dạ. Mặc dù có những người yêu chị chân thành và muốn kết hôn với chị, muốn ở bên để cùng chị đi hết các quãng đường còn lại, đúng không? Dạ. À, vậy khi mà chị ngồi đây chị nhớ lại thì cái em bé, cái đứa con đầu tiên chị nhận nuôi nó diễn ra như thế nào, và cái quá trình mà chị thành lập lên một cái trung tâm nhân đạo quê hương ấy, nó xảy ra như thế nào? Cái con đầu tiên của Tiểu Hương ấy, thực sự trước là Tiểu Hương không có nghĩ nuôi con đâu. Khi đó Tiểu Hương vẫn sống đường phố mà, lớp 5-83. Vì đi trên đất đâu có dép mặt đâu, quần thì rất đất, rất hay cái bóng đèn á. Vá hai cái? Không có vá, tại vì có đầu tiên rách hẳn, nó lộn, nó do hai cái thịt ra mà. Thì người ta đặt Tiểu Hương là Úc ô tô, là nó rất hay giống như hai cái bóng đèn á, cho nên người ta đặt biệt hiệu là Úc ô tô. Út ô tô, dạ, Úc Nhí á, là Úc Nhí có hai bóng đèn ô tô mà không hiểu là rách tại vì không biết. Thì nghĩ rách thì nát mà ngồi nó bình thường thôi, đâu có gì đâu, còn rách mà thì rách thì mình ngồi chỗ nào đừng có bị lộn đau nóng đất thôi, đâu sao đâu. Nhưng mà đã lượng một đứa con nuôi rồi thì Tiểu Hương cũng không nghĩ rằng đó là nuôi là cực, chưa bao giờ nghĩ nuôi con là cực. Dù rất là khổ nhưng mà vẫn cảm thấy sung sướng là có người cho mình ôm trong bụng. Khi mình khóc á mình ôm mình khóc, và khi mình buồn á mình nói với con, dù con nó không có hiểu mình nói gì cả, nhưng mình vẫn cảm nhận rằng mình có một người nhìn vô mắt cái mắt của mình, biết mình nói cái gì. Đó là một cái sự thiêng liêng nhất đối với Tiểu Hương. Thì và cũng đồng thời đó là một cái sự vất vả lớn nhất đối với Tiểu Hương. Từ khi Tiểu Hương chưa có hiểu được sung sướng, chưa có được nước trên trời chảy xuống tâm. Tại vì hồi đó tắm nước suối mà nó sông mà chưa có nước trên trời xuống. Cho nên đối với Tiểu Hương là có đứa con là một cái sự thiêng liêng lớn nhất, dù con đẻ hay là con nuôi. Nhưng mà một khi mình đã nuôi một đứa con thì mình phải bảo vệ nó và mình phải dành tất cả cái tình yêu cho nó. Vì chồng, vợ mình có thể thay đổi được nhưng con không thể đổi thay. Cho nên khi mà khó khăn nhất là đang bệnh tật, nhiều người biểu Tiểu Hương cho nó đi để lấy ít tiền nuôi bản thân. Thì Tiểu Hương nghĩ rằng mình có hai cái tay, hai cái chân, về con mắt mình còn thấy đường thì mình vẫn đi làm được để mà kiếm ăn trong bộ, chứ không cho con và không trao đổi. Đó là một cái mà đứa con đầu tiên. Rồi sau này từ năm 83 cho đến giờ thì cái người con đầu tiên của chị hiện giờ như thế nào, và quan hệ giữa hai mẹ con ra sao? Dạ, cháu thì trước đây cháu học rất là giỏi. Cháu là một đứa con
học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc. Và đặc biệt vẽ, cháu rất là mỹ thuật, giỏi lắm. Nhưng cách đây khoảng mấy năm, con à quý hả? Cháu bị... 6 năm. 6 năm cháu bị sốt xuất huyết não. Vì hồi nhỏ Tiểu Hương không biết chất thuốc, vì không hiểu, cho nên chưa có chích cái gì thuốc cho con trong cái người hết. Chích ngừa. Dạ, không biết làm. Cho nên con bị sốt xuất huyết não. Cho nên giờ con quên hết trơn. Dạ, giờ con không có nhớ gì hết. Tắt tay rồi mà hết. Nhưng mà ít nhất là con vẫn còn sống. Thì đó là một món quà mà Tiểu Hương cũng nghĩ rằng ông trời cho Tiểu Hương biết rằng sự sống là quan trọng. Và tình yêu thương là giá trị vô giá. Rồi những đứa con thứ hai, thứ ba, thứ 10, thứ bao nhiêu của chị ấy thì nó xảy ra như thế nào? Dạ, những đứa con sau này thì tất cả những đứa con sau này thì sau này Tiểu Hương toàn hơi mù mắt không ạ? Mù mắt và liệt chân liệt tay á. Vì khi đó là cứ nghĩ rằng nuôi người có tay có chân là nó bỏ mình nó đi. Vì có tay có chân là nó lớn lên cái nó đi mất tiêu à. Nhưng mà mộ nó không biết mình xấu. Ở khuyết tật á, là nó không có bỏ. Vì nó nghĩ là mình có cái tay, mình thay cái tay của nó. Mình có con mắt, mình thay mắt của nó. Thì nó yêu mình. Là mình, nó là người thân của mình. Mình không có mất người thân. Ta lấy người tàn tật. Nhưng mà họ là bảo vật vô giá đối với Tiểu Hương. Cho nên Tiểu Hương cũng yêu các con nhiều lắm. Rồi xong rồi bắt đầu qua con mà không có cha mẹ á, con mà cô bị bỏ rơi. Dạ, bỏ rơi thì ban đầu một đứa hai đứa lượng các cháu nhỏ bằng chai nước suối thôi. Do cháu là năm nay 16 tuổi rồi, 15 tuổi, cháu dài bằng chai nước suối 7 lần rưỡi. Mà lúc lượng về là 10 người là nói cháu chết hết 10. Nhưng mà tới bây giờ này là cháu 16 15 tuổi rồi mà cháu cao được 1m1, 1m2 á, 1m71 á, mà còn con gái á, lượng có 75 à, mà cái đầu của cháu mềm mềm như con cá, ngày nào nó ẵm chụp ở trong cục nhà. Và Tiểu Hương là đừng có bắt ở nhà, Tiểu Hương thích đi làm từ thiện, đi lên trên vùng núi, đi vô các nơi gì đâu lấy cái túi bao tử, cột người nhét vào trong cái bụng á. Đến theo giống con cam bolo. Dạ, người không có bỏ con ở nhà được. Nhưng mà đó là một động lực mà cho Tiểu Hương sống. Và cũng là niềm vui của Tiểu Hương. Thì là em đang hiểu rằng những cái tháng ngày sống lang thang nhà phố, chị rất là cô đơn, chị khao khát và có người thân, có một cái mái ấm giống một gia đình thực sự. Và chị đã gặp những cái đứa trẻ đôi mù khuyết tật, rồi những đứa trẻ cha mẹ họ rơi coi nó như một gia đình mình. Mình có cảm giác như mình sống trong một gia đình thực sự. Thì trong suốt tất cả những cái con người mà chị nhận nuôi ấy, họ có những thành phần xuất thân khác nhau, những cái cá tính khác nhau. Vậy thì chị đã có khi nào chị bị đau đầu, chị giải quyết là những cái mâu thuẫn ấy không? Giữa các con này, rồi không phải không phải những cái người mà chị nhận nuôi họ đều đáp lại chị bằng tất cả cái ân tình của họ đúng không ạ? Dạ, Tiểu Hương nuôi mấy trăm đứa con là cũng như bao con xử án từng giờ vậy á. Gọi là sự án suốt ngày. Vì thế nào gọi là sự án? Con cái của Tiểu Hương được đặc biệt là rất là lễ phép. Tiểu Hương nuôi hơn 300 đứa con, chưa bao giờ biết chữ thề, chưa biết nói mày tao, chưa đánh lộn. Hơn 300 đứa con, nhưng mà chưa một cái đứa con nào mà làm cho Tiểu Hương bị tổn thương. Nhưng chỉ có một cái là làm bao con thôi. Ví dụ như đứa này được ngủ với mẹ, đứa kia không được ngủ với mẹ là kiện cáo. Rồi ví dụ như bà mẫu nhiều khi giận lên đánh thức đứa này cái là đứa kia chạy vô mép mẹ. Vô mép mẹ ơi, bà mẫu đánh em này. Nhiều khi đánh một cái vậy là nó vô nó cũng kiện. Có nghĩa là đủ thứ kiện suốt ngày. Nhiều khi mua cái áo này cho đứa này chưa kịp cho đứa này thì đứa kia cũng kiện. Thì cho nên gọi là suốt ngày để mà xử lý. Thì thực sự rất là mệt mỏi về cái này. Nhưng mà cho nên Tiểu Hương mới cảm nhận được cái khó khăn là mẹ. Nhiều gia đình nuôi hai đứa con mà vợ chồng thậm chí ly dị luôn. Nhưng mà bên này hơn 300 đứa con, mà nguồn tài chính là 100% tự túc. Trung tâm tới giây phút này chưa có một nguồn tài trợ thường xuyên, chưa có. Và chưa có một nguồn tiền nào của quốc tế.
gọi là 100% luôn đó. Chỉ có khách vãng lai thôi. Và trước khi thành lập là Tiểu Hương được một ông cho mua cái vàng năm 87 á, Tiểu Hương lấy cái đó buôn bán địa ốc, mua bán đá quý, mua bán xe hơi, rồi mua bán trồng hương Việt Nam. Tiểu Hương làm ăn kinh tế cũng rất là phát triển. Và đặc biệt Tiểu Hương đam mê về nghệ thuật, thích chụp hình, quay phim, dựng phim, cắt phim. Vì cái lý do tại vì sao mà thích những cái đó là vì những cái thước phim trước đây cho Tiểu Hương cảm nhận được. Cho nên Tiểu Hương muốn lắp ráp lại cuộc đời của những người đường phố để in vào trong tranh ảnh của mình. Thì khi Tiểu Hương, nhiều người nói tại sao có tiền mà không làm kinh tế mà sống. Vì Tiểu Hương là thích đi du lịch các nước trên thế giới. Và bản thân Tiểu Hương thực sự là định cư tại Hoa Kỳ. Hiện tại Tiểu Hương là định cư tại Hoa Kỳ, đi qua Mỹ năm 99 rồi. Nhưng ở Việt Nam Tiểu Hương chưa bao giờ xưng danh mình là một Việt Kiều. Chưa bao giờ có. Và Tiểu Hương cũng không muốn cho các con thấy rằng mẹ là một Việt Kiều. Vì Tiểu Hương nghĩ rằng Việt Kiều là cái gì là người Việt Nam. Mà mình chỉ biết rằng mình sống bất cứ một đất nước nào, mình phải sống nghĩ về quê hương của mình. Và mình dám hy sinh, và mình phải dám nghĩ đến những người đang cần mình, cần cái nhân ái của mình. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng là đi Mỹ, đi chơi. Nhưng thực sự là định cư lâu rồi, qua năm 99, 21 là đã đi khai rồi, đã là định cư rồi. Nhưng mà Tiểu Hương nghĩ rằng ở Việt Nam là Tiểu Hương im lặng nhiều. Rồi giống như trên mạng á, nhiều người nói là lừa đảo, lợi dụng trẻ em. Nhưng họ không nghĩ rằng Tiểu Hương lo mình sống hết đời này kiếp sau sống không hết, xài không hết. Trẻ em có cái gì để mà mình lợi dụng. Nhưng vì Tiểu Hương nghĩ rằng nhờ cái mà họ không hiểu mình, họ nói làm cho Tiểu Hương sức mạnh càng cao hơn. Rồi nhiều người nói tại sao Tiểu Hương không có thư kiện họ. Vì Tiểu Hương nghĩ rằng nếu họ nói đúng thì mình coi mình đã đúng chưa, và nếu họ nói sai thì mình phải sửa. Còn mọi cái thì để cho giữa cộng đồng với cộng đồng họ tự tìm hiểu lấy. Còn qua Mỹ là Tiểu Hương kiện. Vì Tiểu Hương cũng là một người phụ nữ đầu tiên của nước Mỹ mà thắng thiện trên đất Mỹ. Đó. Nhưng mà đối với Việt Nam là quê hương của mình, và chữ hiếu là đầu tiên, Tiểu Hương kiện là Tiểu Hương chứng tỏ mình không có hiếu với bố mẹ. Đó là các bác ở Trung ương. Vì các bác Trung ương rất là thương Tiểu Hương. Và trước đây các truyền thông đã từng đưa tin về mình điều tốt. Và bây giờ Tiểu Hương nói một cái này xấu là tất cả nó đi một cái ảnh hưởng luôn. Thì thà một mình Tiểu Hương chết, và một mình Tiểu Hương chấp nhận chịu đựng cái nỗi đau mà họ nói không đúng về mình. Nhưng mà ít nhất là mình phải làm thật tốt để cho xã hội thấy được. Thì cái đó thực sự rằng là tổ thương rất lớn đối với Tiểu Hương. Chị lên mạng đọc lừa đảo, lợi dụng trẻ em nhiều lắm luôn. Nhưng vì sao bà viết đó? Vì mấy người đó tới lấy tiền mà mình không cho. Họ tới xin tiền để viết bài á, mình không cho. Thì tuyên bố một câu là sống không yên. Thì đối với Tiểu Hương nghĩ rằng đó, nó giống như một câu chuyện cổ tích mà thôi. Vì từ nhỏ Tiểu Hương đã bị đánh đập nhiều quá rồi. Thì bây giờ họ nói không tốt về mình đi nữa thì coi như mình đang ở đường phố. Nhưng mà mình may mắn là mình được sự bảo vệ của xã hội. Cho nên Tiểu Hương nhận nãy. Chứ thật sự hiện giờ Tiểu Hương sống còn khổ hơn lúc ở đường phố, khổ tâm hơn. Thà Tiểu Hương không có tài sản, thà Tiểu Hương không có cái gì hết mà Tiểu Hương sống được bình an, thà đấm một cái cho đau lắm. Nhưng Tiểu Hương không muốn tổn thương cộng đồng. Nhưng còn bây giờ là tổn thương cộng đồng. Vì người ta nói không có đúng về mình á. Cho nên một số anh em thương mình á, họ cũng sợ ảnh hưởng. Nhưng Tiểu Hương tin rằng cuộc sống nó rất là dài và nó cũng rất là ngắn. Tiểu Hương chỉ muốn rằng qua cái thông điệp yêu thương, tất cả những phụ nữ phải vững. Dù ai nói gì đi nữa, mình đừng có buông xuôi. Ví dụ như họ nói không tốt về mình,
mình đừng có nặng về cái đó, và mình phải vững lên, và mình phải làm tốt hơn. Tốt hơn đầu tiên là cho con cái của mình, cho chồng con, cho gia đình cha mẹ cảm thấy hạnh diện về mình, và cho những bạn bè không có lo lắng. Chứ đừng có vì những cái mà họ nói không đúng mà mình phải buông bỏ đi, rồi cuối cùng